Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm bà Kim Thảo nha. Thì hôm sáng hôm nay em được lọc của chị Huỳnh đến tiệm ủng hộ cho em là một bộ vàng trang sức vàng 18 nha mấy anh chị ha. Rất là đẹp luôn nè, nguyên một mâm vàng luôn. Rồi, mẫu đầu tiên chị ủng hộ em là một dây đuôi phụng nha mấy anh chị. Dây đuôi phụng này là phô của nó là khoảng 3 chỉ rưỡi nha. Kèm theo là một cái mặt hoa hồng trắng full hộp tắm luôn nè mấy anh chị nè. Sáng chưa? Mặt hoa này là trọng lượng của nó là 1 chỉ 6. Rồi. Kim theo cái mặt hoa đi chung bộ với nó luôn là một cái nhẫn hộp trắng full hộp tắm luôn nè mấy anh chị nè. Nhẫn này trọng lượng của nó là khoảng 1 chỉ 188 nha. Rồi, lắc đút khoan lật. Hàng đút đặc kẹo luôn nha mấy anh chị ha. Cái lắc này trọng lượng của nó là khoảng 1 lượng 9 gần 2 lượng nha. Khóa là khóa hộp luôn nè, đeo rất là chắc chắn luôn. Rồi, có hai khóa hai bên luôn nha mấy anh chị. Đó. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn nha mấy anh chị ha. Rồi, chị còn ủng hộ thêm cho em là một cái nhẫn nam đa giả mỹ nè, đá hột đỏ luôn nha. Đeo phong thủy được luôn, rất là đẹp luôn. Đó, tổng giá trị của bộ hôm nay chị lựa ủng hộ tiệm em là 123.500.000. Rồi, em cảm ơn chị Quỳnh đã yêu thương và ủng hộ tiệm ạ. Dạ, xin kính chào quý thần yêu của tiệm bà Kim Thảo nha. Thì tới hôm nay em được lọc của anh Dũng đến ủng hộ cho tiệm em là một cái lắc khoen lật tim, ba hàng tim nha anh chị. Rất là sáng luôn nè mấy anh chị nè. Phôm lắc này là tổng lượng là tổng khoảng 1 lượng 8 nha mấy chị ha. Rất là đẹp luôn, có là khóa hộp nha. Khóa hộp có hai khóa dự phòng hai bên nữa nè, rất là chắc nha mấy anh chị. Tiếp tục là anh ủng hộ cho em thêm là một cái nhẫn kim tiền móc máy luôn ha. Nhẫn kim tiền này là 3 phân 69, tổng giá trị của bộ hôm nay anh lựa là 73.700.000 nha. Rồi em đeo cho anh Dũng luôn ha. Quá sang luôn nha mấy anh chị ơi. Bình thường anh Dũng anh đã đẹp trai rồi, anh đeo cái lắc lên nó là đẹp hơn nữa. Đeo thêm cái nhẫn vô luôn á. Dạ em cảm ơn anh Dũng đã yêu thương và ghé tiệm ủng hộ ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm bà Kim Huyền Thảo nha. Thì hôm nay em được lọc của chị Mai đến ủng hộ cho tiệm là một dây vàng 24K. Dây lá oval nha mấy chị. Đi chung combo nó là cái lắc lá oval luôn nè, hai hàng luôn nha. Rất là đẹp luôn nha quý khách. Cái dây này là trọng lượng của nó là 4 chỉ 8, cái lắc là khoảng 2 chỉ 9 mấy gần 3 chỉ ha. Rồi đi chung với cái dây là một cái mặt thánh giá nè, có chuối trên luôn. Mặt thánh giá này trọng lượng của nó là khoảng 1 chỉ. Rồi tiếp theo chị còn lựa thêm cái đo một đôi bông hoa mai. Hoa mai tượng đen chiếc lá nè. Đó, cái khóa là khóa bông căng nha quý khách ha. Cái hoa mai đôi bông này là tầm khoảng 1 chỉ 0.35. Rồi. Tiếp tục là lượng đôi bông nè. Đôi bông hộp xanh vuông viền hộp trắng nha mấy anh chị ha. Đôi bông này trọng lượng khoảng là 5 phân 9. Rồi, tiếp tục chị còn ủng hộ cho em thêm là một cái dây bi nhuyễn vàng hồng nè. Dây bi nhuyễn vàng hồng này thì trọng lượng của nó là tầm khoảng là 1g 876 ha. Rồi tổng giá trị bộ này là 67 triệu. Em cảm ơn chị Mai đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm. Là 184 triệu hơn nha. Đó, đẹp luôn á. Đây chị mua xong rồi thì nhà em gái chị là tới ghé lấy. Đây chị cầm trước xong rồi mình ghé lấy nha. Là chị mua một lắc tay dòng công ty cái lắc nuôi nè. Lắc hết bông mai ha, tổng lượng nhà là 1 lượng 1 giùm em. Và một cái nhẫn bông mai đi kèm tông bộ luôn mất chơi. Nhẫn là gần là nhẫn bông mai là 1 chỉ 55 nha. Một cái mặt cái chuyền bông mai luôn. Đó, bông mai luôn mất chơi. Tết đến xuân về rồi mới chị mua mai cho em gái nha. Bông mai cái mặt cái chuyền là 1 chỉ 8 nè. Một cái bông hoa mai cũng vậy, bông hoa mai còn tay móc căng nha. Bông hoa mai này còn lượng là 1 chỉ hơn. Rồi đặc biệt á, cái này là chị mua cái này là cái dây chuyền 1 lượng hơn mấy chị, 1 lượng hơn nha. Đây dây vàng công ty là 950, những cái sản phẩm mà trên tay mình gái đang cầm là vàng công ty 950 nha mấy chị. Mấy chị mà thích những cái mẫu như thế này thì mình cứ chụp lên màn hình cũng được, rồi mình đi mối tiền cũng được ha, mình có tiền cũng được luôn. Rồi thêm là một cái còn dây chuyền sắn nè, dây là vàng dây sắn vuông. Cái là vàng công ty 610 mấy chị nha, chị có mặt rồi là chị mua em cái dây thôi. Dây chuyền sáng là hơn 6 chỉ. Rồi tổng trị giá là gần 185 rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha, đã ủng hộ em, tin tưởng mua online ủng hộ em. Xin kính chào.
chào quý thân yêu của tiệm vàng Kim Đình Thảo ạ. Thì tới hôm nay em được lọc của chị Trâm đến ủng hộ tiệm em là một vòng caro bản 4 phân nha quý khách ha. Cái này em có đủ size ni luôn, đủ trọng lượng form từ 4 phân cho tới 10 phân luôn nha quý khách. Dòng này thì tầm khoảng là 4 chỉ 8 nha quý khách ha, rất là xinh luôn. Đó. Tiếp theo chị ủng hộ cho em là một cái lắc khoen lọc mộng chữ N ha. Đó, khóa hộp luôn nè quý anh chị nè. Có khóa hộp rồi, khóa một cái khóa dự phòng luôn ha. Đeo rất là chắc chắn luôn. Xinh chưa? Lắc này thì tầm khoảng là 2 chỉ 82 thôi nha. Rồi chị lựa thêm một cái nhẫn yên ngựa nè, khuôn hộp tắm luôn. Hai đai là đai kim tiền nha, rất là sáng luôn, đẹp lắm nhiều quý khách. Cái nhẫn này thì tầm khoảng là 5,5 phân thôi. Em đeo cho chị Trâm luôn ha chị. Rồi. Xuất sắc chưa? Quá đẹp luôn nha quý khách. Rồi cái tay bên này em đeo qua lắc luôn. Quá đẹp luôn, vừa là tay tay luôn. Cái nhẫn này chị đeo ở đâu? Nó nào? Đeo cái này. Rồi em tổng bộ chị lựa hôm nay là 33.200 nha. Em cảm ơn chị Trâm đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Thảo nha. Thì tới hôm nay em được lọc cuối ngày của anh Đặng nè. Anh ghé ủng hộ tiệm em là hai cái lắc nha. Đầu tiên là một cái lắc khoen lặt nè, giả đúc móc máy rất là sáng luôn nha quý khách. Cái lắc này có khóa hộp nè, rất là chắc luôn ha. Thêm một cái khóa dự phòng nữa nè, chắc chắn luôn. Rồi em đeo cho anh luôn nha anh Đặng. Xin chào quý khách nè. Rồi anh có lựa thêm một cái lắc móc xích nha, vừa bóp máy nè, rồi vừa có khuôn hộp tắm luôn, rất là sáng luôn nha quý khách. Lựa cái này là anh lựa cho chị nha. Cái lắc này là tầm khoảng là 3,5 chỉ, còn lắc của anh là 6,7 chỉ. Em đeo cho chị luôn nha chị. Rồi tổng giá trị của hai cái lắc này là 41.400.000. Em cảm ơn anh Đặng đã yêu thương và cái ủng hộ tiệm ạ. Dạ xin kính chào quý thằng yêu của tiệm vàng Kim Hình Thảo. Thì tối hôm nay em được lọc của anh Tâm đến ủng hộ tiệm là một cọng dây khoen lọc giả đúc móc máy nha mấy chị. Đeo rất là sáng luôn nha mấy chị ha. Và này, dây này là già công ty 610 nha. Nước vàng chuẩn hàng công ty luôn, đeo sáng lắm anh chị nè. Rồi trọng lượng của dây này là một lượng 3223, tổng giá trị là 53.400.000. Em đeo cho anh Tâm luôn ha. Các bạn ơi, bán nào như vậy thì cần có nào cũng mặc nhớ lọc thôi. Không, có phong luôn. Quá đẹp luôn quý khách ơi. Ôm phong vừa cổ luôn, em cảm ơn anh Tâm đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm. Em xin kính chào quý thần yêu của tiệm bà Kim Thảo nha. Thì tối hôm nay em được lọc của anh Trung đến lựa ủng hộ là một dây khoen lọc đôi ghép thôi móc máy nha. Xi hai màu luôn, xi công nghệ Ý Italy hai màu nha. Rất là sáng luôn nha mấy anh chị. Form dây này là 7,934 nè. Quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Tổng giá trị sản phẩm này là 31.795.000. Em cảm ơn anh Trung đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm ạ. Em xin chào quý thằng yêu của tiệm vàng Kim Đình Thảo. Hôm nay được lọc của chị Hương đến lựa ủng hộ tiệm là một bộ vàng 18K nha mấy anh chị ha. Rồi đầu tiên là cái dây khúc vuông bọng trơn nè. Form dây này là 3,66 nha mấy anh chị. Rồi tiếp theo là một cái mặt thôi full hộp luôn rồi mấy chị này, rất là sáng luôn ha. Vàng em là chuẩn hàng công ty, nước vàng đeo rất là sáng đẹp luôn nha mấy chị. Mặt này là phô mặt này là khoảng 1,018. Rồi tiếp theo chị ủng hộ cho em thêm là một cái nhẫn đồng tiền nè, nhẫn thôi đồng tiền đai trơn ha, rất là sáng luôn, móc máy đeo sáng lắm anh chị ơi. Nhẫn này là đồng lượng là 5,066. Rồi thêm một cái dòng mo móc máy nha mấy chị ha. Đó đẹp chưa, cái này có khóa luôn nha mấy anh chị, cái này có khóa luôn nha. Tổng trọng lượng này hôm nay chị lựa là 6,742, tổng giá trị sản phẩm này là 28 triệu. Em cảm ơn chị Hằng đã yêu thương và ủng hộ tiệm. Dạ em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Đình Thảo ạ. Thì tối hôm nay em được lọc của chị Phương đến ủng hộ cho em là một bộ vàng cưới 24K ha. Đó rất là xinh luôn quý khách ơi. Cái kiềng này là cái kiềng khoảng 2 chỉ thôi nha quý khách. Kỳ chạm hoa văn luôn nè. Rồi đi chung bụi với nó là hai cái vòng tay 1 chỉ luôn, chạm hoa văn, khóa là khóa vặn nha quý khách ha. Đeo rất là chắc chắn luôn. Rồi chị còn ủng hộ cho em thêm là một đôi bông hoa mai nha, toàn ten cái hoa luôn nè, toàn ten chiếc lá luôn quý khách ha. Rồi
khóa là khóa móc căng luôn. Đôi bông này tầm khoảng là 1 chỉ hơn hết. Tổng giá trị chị lựa hôm nay là 32 triệu. Em cảm ơn chị Phương đã ưu tư và ủng hộ tiền mặt. Em xin kính chào quý thần yêu của tiệm vàng Kim Thảo. Sáng hôm nay em được lọc của chị Ngân đến ủng hộ tiệm là 2 mâm vàng, 1 vàng mâm vàng vàng 24 và 1 mâm vàng vàng 18 nha. Rồi em giới thiệu đầu tiên là chị đứng ủng hộ cho em làm một cái kiềng 2 chỉ thắt lông phụ luôn mấy chị ha. Rất là sáng luôn, sang lắm nè mấy chị nè. Đó. Tiếp theo là một cặp dòng khắc hoa văn nè. Dòng này thì tầm khoảng 1 chỉ thôi nha mấy anh chị. 1 chỉ thôi là có vòng như vậy rồi. Rất là xinh xắn luôn ha. Rồi chị ủng hộ thêm là một đôi bông hoa mai. Bông hoa này có 1 chỉ thôi nha mấy chị. Khóa là khóa bằng ha. Một cặp nhẫn và bố số 9 luôn nè. Rồi đây một cái lắc bi full hộp tắm luôn nè mấy anh chị. Kèm theo là một cái dây bi luôn nha. Dây bi liền mặt luôn. Dây bi liền mặt mặt bi luôn nha. Rất là dễ thương, nhỏ nhắn xinh xắn. Dây bi này thì tầm khoảng là 9,75 thôi nha quý khách. Rồi chị còn ủng hộ em thêm là một cái nhẫn hộp trắng, hộp cao trắng nè, full hộp tắm luôn nè. Nhẫn này khoảng 5,31 thôi. Tổng giá trị của huy đồng này là 60 triệu. Em cảm ơn chị Ngân đã yêu thương và ủng hộ tiệm ạ. Một bộ hồ kẻ khác này đủ chưa nè. Đây là dây cong mỏng nha. Tổng lượng cái dây này là khoảng 1,38 triệu. Rồi tiếp theo là bộ hộp đẹp luôn nè. Hộp đẹp của Chanel full hộp tắm luôn. Một mặt, một đôi bông và một cái nhẫn lên đó chị nha. Có nhẫn luôn. Rồi tiếp theo là chị ủng hộ thêm là một cái nhẫn nữ rồng nè, full hộp tắm nè mấy chị. Nhẫn nữ rồng thì trọng lượng của nó là 1,098 triệu. Tổng tiền này có trọng lượng là 1,829 triệu. Tổng tiền chị ủng hộ cho em hôm nay là 19,300 triệu nha. Em cảm ơn chị mỗi ai là yêu thương ủng hộ. Dạ em xin kính chào các bạn, một em nhỏ ạ. Mấy giờ sáng nay có lọc quý vị nha. Đây em nhỏ bên trong này có 10 chiếc tay hàng hàng luôn. Lắc này trọng lượng vàng là 6,2 triệu nha quý chị. Bản luôn nè, chiếc bản. Để cho em sau nha, có hộp có hộp luôn. Để luôn cho anh nha. Để tôi thảy à, để tôi trái. Để trái như kia kìa. Em nữ đơn, em nữ đơn nha. Sau này giờ em nữ là 100, nếu em được cái mới là gì?